Những ngày qua, thông tin việc một xã đặc biệt khó khăn ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định chi gần 500 triệu đồng từ vốn ngân sách huyện để làm biểu tượng hai bàn tay tạo điểm trắc kiên khiến dư luận quan tâm. Vị trí được chọn xây biểu tượng hai bàn tay sát trục đường lên cổng trời, xã Canh Liên, một bên là vực sâu và có điểm bị sạt lở, phía trên là lưới điện. Theo ghi nhận, công trình biểu tượng hai bàn tay tại xã Canh Liên được xây dựng trên khu đất khoảng 100 m vuông, cách trung tâm ủy ban nhân dân xã khoảng 2 cây số. Theo lãnh đạo huyện Vân Canh, nguồn vốn là từ ngân sách huyện chi thường xuyên cấp cho xã. Đối với công trình nêu trên, các hồ sơ liên quan thủ tục do xã Canh Liên thực hiện. Biểu tượng hai bàn tay cao gần 4 m, mỗi bên bàn tay được đặt trên trụ bê tông, hai bàn tay thiết kế theo dáng đang thả tim, bọc nhựa carbon xít, khi gõ vào sẽ cảm nhận được bên trong rỗng trong khuôn viên đặt hai bộ ghế đá, trong vài cây cảnh có cây đã bị héo chết. Chính quyền địa phương dùng cây gỗ làm hàng rào trắng tạm bỡ xung quanh công trình. Một người dân ở làng Hào Giao, xã Canh Liên cho biết, mới đầu thấy cũng đẹp nên người dân có đến tham quan chụp hình dịp Tết. Người này cũng rất bất ngờ khi biết tổng vốn đầu tư công trình lên đến 500 triệu đồng.